mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Nam em đạt thành tích khủng, chứng tỏ tài năng nổi trội trong lĩnh vực mới. Tấu 2. Nam em chiếm được nhiều thiện cảm từ khán giả nhờ vào sự hài hước và dí dỏm của mình. Mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền đoạn clip ghi lại một khoảnh khắc tấu hài của nam em trên sân khấu trong đêm nhạc tại phòng trà cách đây khá lâu. Theo đó, trước khi trình diễn một tiết mục khác, thì nam em đã có hành động tìm kiếm nước uống để nạp thêm năng lượng và giúp cho giọng hát được trong trẻo hơn. Đáng chú ý, vốn là người có khiếu hài hước, nên mọi hành động mà nam em thực hiện đều khiến khán giả vô cùng thích thú. Trong lúc chờ nhận nước, thì cô nàng đã không ngừng nhún nhảy để chờ lấy nước. Khoảnh khắc này khiến dân mạng vô cùng thích thú. Mặc dù là ngẫu hứng nhún nhảy, nhưng từng động tác của nam em lại rất đều và khớp với phần nhạc được dàn vào đoạn clip. Đoạn clip ngay khi được chia sẻ đã nhận về nhiều lượng tương tác yêu mến của cư dân mạng. Bất ngờ hơn, dù được đăng tải chưa lâu, nhưng đoạn clip đã nhanh chóng cán mốc 4 triệu lượt xem, chứng tỏ được sức hút của nam em ngày càng được nhiều người đón nhận. Không chỉ những đoạn clip trên TikTok đạt được nhiều thành tích khủng, mà những video clip ca hát, màn trình diễn của nam em cũng được khán giả rất đón nhận. Bằng chứng là những đoạn clip hát live của cô nàng liên tục lọt vào top trending YouTube. Có thể nói, nam em là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của khán giả thời gian gần đây. Bởi ngoài việc chinh phục bản thân ở những cuộc thi nhan sắc, nam em còn liên tục phủ sóng ở những sân khấu âm nhạc. Mặc dù mang danh người đẹp đi hát, nhưng nam em lại nhận được đông đảo sự quan tâm và ủng hộ từ khán giả, ngày càng có những bước tiến vượt bậc trên con đường ca hát. Nhờ vào giọng hát tốt, tính cách hài hước, lầy lội trên sân khấu, mà mỗi đêm diễn của nam em đều nhận được nhiều hiệu ứng tốt từ khán giả. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.